Hoàng Vy và Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục câu chuyện chào buổi sáng. Ở phần trên thì Hoàng Vy có nhắc đến Trung Quốc là một quốc gia chúng ta đều biết là đứng sau lưng và có thể nói là mạch sống, là nguồn sống của Bắc Hàn. Bây giờ trở về chính lục địa Trung Quốc ở vùng Tân Cương, chính quyền Trung Quốc vừa ra lệnh cấm dùng tên tôn giáo để đặt tên cho con cái của mình khi mới sinh ra. Bản tin nói rõ là Trung Quốc vừa công bố những hạn chế mới đối với việc đặt tên cho con cái tại khu vực Tân Cương, nơi đa số dân theo Hồi giáo. Luật mới cấm này đã dành cho các cha mẹ người Duy Ngô Nhĩ đặt cho con các tên như là Muhammad, tức là tên của Hồi giáo, hay là những tên mà chính quyền cho là quá thiên về tôn giáo. Đây là động thái mới nhất trong những biện pháp kiểm soát một cách rộng rãi áp dụng tại vùng Tân Cương mà chính quyền Trung Quốc nói là nhằm mục đích kiềm hãm sự phát triển của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Tuy nhiên thì giới phân tích nói rằng lối tiếp cận cứng rắn đối với người Hồi giáo như chúng tôi vừa đưa ra không những chỉ gia tăng những sự đối kháng ở Tân Cương mà còn kích động thêm những mối thù sắc tộc trên khắp đất nước. Và dĩ nhiên là không phải chỉ có Trung Quốc mà có thể cả thế giới, nhất là trong thế giới Hồi giáo. Các chính quyền địa phương ở Tân Cương gần đây đã công bố một danh sách các tên sắc tộc thiểu số đã bị cấm, trong đó có hàng chục tên chẳng hạn như là Jihad, Medina hay là ngay cả Yosuze. Đây tất cả đều là những biểu tượng cho những tên là trong đạo Hồi, thưa quý khán giả. Nghĩ sao và nói gì như Mai Tuấn vừa nói là chắc chắn sẽ tạo nên một cái sự làn sóng chống đối rất mãnh liệt, đặc biệt là trong thế giới Hồi giáo. Thế nhưng mà làm gì được ở Tân Cương, Trung Quốc? Làm gì được ở cái đất nước mà sức mạnh là bao trùm, mà tiếng câu ca dao tiếng Pháp chúng ta vẫn thường nói là sức của kẻ mạnh luôn luôn thắng. Thì không biết ở đây có thắng được chỗ nào không học gì? Vâng, thưa quý khán giả, lý của kẻ mạnh theo đúng câu phong giao của người Pháp đó là lý của kẻ mạnh bao giờ không thắng. Thì không biết là cái thắng này của Trung Quốc khi cấm không cho dùng tên đạo Hồi, Muhammad hoặc Jihad cho những người theo đạo Hồi thì nó sẽ như thế nào, bởi vì thế giới Hồi giáo ở Trung Đông cũng rất là mạnh. Chúng ta chờ xem phản ứng quý vị nhé. Và không chỉ đối với Hồi giáo, đạo Hồi không, mà cả đối với đạo Phật nữa. Và chúng ta vẫn không quên cái câu chuyện mà Trung Quốc đàn áp cái xứ Tây Tạng. Nói chung là đối với, và cả câu chuyện về Pháp Luân Công nữa, và chắc mọi người vẫn còn nhớ. Thì xem ra cái câu chuyện về những cái dân tộc thiểu số người ta bùng lên để mà có những cái bạo động, thì đó cũng là một cái gieo cái gì thì sẽ gặt cái đó. Thì đúng đó vậy. Là một câu chuyện tất yếu sẽ xảy ra mà thôi. Gieo gió thì gặp bão, có phải không? Dạ, thì trồng cây quýt thì nó không thể nào mà lên cây cam hay là cây dưa hấu được, phải không anh Mai Tuấn? Dạ. Và chuyển sang một phần tin tức liên quan đến sức khỏe, thưa quý vị. Có những cái nhóm thực phẩm giàu chất sắt hơn cả thịt đỏ, vì xưa giờ chúng ta cứ nghĩ là thịt đỏ thì cung cấp chất sắt nhiều, nhưng mà mới đây nhất giới chuyên gia về dinh dưỡng thực phẩm đã chỉ ra những thực phẩm giàu chất sắt hơn cả thịt đỏ mà chúng ta ít biết. Theo Viện Y tế Quốc gia của Hoa Kỳ thì chế độ ăn uống bổ sung sắt dành cho người lớn là từ 8 cho đến 27mg mỗi ngày, và với nam giới thì cần ít hơn, trong khi phụ nữ lớn tuổi và những người đang mang thai hoặc cho con bú sữa mẹ thì cần nhiều sắt hơn. Và trong khi thịt thì thường nằm ở đầu danh sách các loại chất sắt được nhiều người chọn, thì 5 loại thực phẩm sau chứa chất sắt thậm chí còn nhiều hơn thịt. Thứ nhất là bông cải xanh. Chúng ta cũng biết là cái bông cải xanh giàu chất sắt và các chất dinh dưỡng quan trọng như là vitamin K và magie, và nó cũng chứa giúp nhiều vitamin C giúp kích thích sự hấp thụ sắt trong cơ thể. Thực phẩm thứ hai là khoai tây nướng. Một củ khoai tây nướng lớn chứa gần gấp 3 lần lượng chất sắt như một khẩu phần thịt gà 85g. Kế đến là hạt mè. Chỉ một muỗng canh hạt mè chứa 1.3mg sắt, và thật dễ dàng để kết hợp chúng vào chế độ ăn mà không ăn thịt của chúng ta. Chỉ cần sắc hạt mè lên salad để thêm hương vị, hoặc trộn chúng vào nước sốt trước khi đổ ra đĩa là chúng ta cũng đã có đủ lượng sắc cần thiết cho cơ thể rồi. Kế đến là hạt điều. Một khẩu phần chứa 1/4 cốc hạt điều thì đã chứa được khoảng 2g sắc. Và cuối cùng là đậu nành. Một tách đậu nành nấu chín thì có chứa từ 8 đến 9mg sắt. Và đây đồng thời cũng là một nguồn dinh dưỡng thực phẩm chứa rất nhiều chất đạm.
Rất là thích thưa quý khán giả. Khi mà mỗi lần Hoàng Vy đưa đến những vấn đề ăn uống về thực phẩm, nhất là thực phẩm tốt, thì Mai Tuấn là một trong những người mê mẩn cái chuyện đó. Và chắc chắn quý khán giả đây cũng rất nhiều người đã có những kinh nghiệm như vậy, mà cho phép chúng tôi được nhắc lại để nhắc cho chúng ta thêm. Đôi lúc chúng ta quên đi, bởi vì ở Mỹ này, ở xã hội Mỹ này quá đầy đủ tất cả mọi thứ, mà nhiều khi quên đi những cái cần thiết. Có thể là những điều này là quý vị khán giả là đều biết hết cả rồi. Đúng nhưng rồi. Nhiều khi chúng ta nhắc lại. Dạ, chúng ta quên đây đó, thì đây là đôi lúc có dịp là chúng tôi cũng nhắc lại những cái tip như vậy. Có một điều là cho Mai Tuấn nhắc lại những gì mà Hoàng Vy nói, thì có lẽ cái gọi là cái khoai tây nướng đó, thì người Việt Nam chúng ta tương đối là lơ là. Cho phép Mai Tuấn được dùng cái chữ lơ là đây, bởi vì chính cá nhân Mai Tuấn cũng ít khi mà sử dụng khoai tây nướng, cho nên có lẽ đó cũng là một điều. Nhưng mà bông cải xanh, và Mai Tuấn thêm vào là broccoli nữa. Cái bông cải xanh là cái bông cải trắng đó, và cái broccoli là hai cái loại rau mà có thể nó rất nhiều chất sắt, và nó còn nhiều các cái chất khác để cho sức khỏe của chúng ta. Rồi ban nãy Hoàng Vy có nhắc đến vấn đề là đậu mè đó, tức là sesame oil. Thì Mai Tuấn cũng có cái thói quen là khi cúc nấu bất cứ một cái gì thì thường thường nhỏ một hai giọt sesame oil, tức là dầu hào, dầu mè đó, nó cũng hay lắm. Mà quý vị phải mua cái loại, riêng Mai Tuấn thì xài cái loại của Nhật, tức là cái loại tương đối là tin tưởng giá trị của Nhật, cho Mai Tuấn dùng cái đó. Rồi hạt điều, Việt Nam chúng ta là đất nước sản xuất hạt điều, cho nên là nếu mà bà con đi chơi xa về mà cho một bịch hạt điều thì Mai Tuấn cũng quý lắm. Để đôi lúc trong ngày, nhất là quý khán giả đang ngồi nhâm nhi cà phê, cũng có thể nói thì nó quá, nhưng mà hạt điều cũng là một cái hay. Và sau cùng là đậu nành thì khỏi nấy. Soybean thì đối với người Việt Nam chúng ta là nhất, đi chỗ nào cũng thấy soybean. Và chính là cái phụ nữ Nhật, những người Nhật, người ta tại sao bí quyết người ta sống lâu, trường thọ và trẻ lâu nữa, là đa số là cái phần ăn, từ ăn uống cho đến chất đậu nành, từ ăn cho đến uống thì người ta đều sử dụng rất nhiều đậu nành trong cái bữa ăn của mình. Đó là một trong những bí quyết mà họ có thể giữ gìn tuổi thanh xuân và sức khỏe lâu như vậy. Bây giờ chúng tôi gửi tới quý một cái tin liên quan đến quân nhà nước Hồi giáo, mà chính quyền Trung Quốc ban nãy mà chúng tôi đưa cái tin nói về cấm dùng tên Muhammad Tây Jihad để đặt tên tôn giáo cho con cái của mình, thì Trung Quốc lấy lý do là bởi vì liên quan đến quân nhà nước Hồi giáo khủng bố. Thế mà thực sự ra thì người chính gốc về tôn giáo thì họ đâu có cho cái điều đó, bởi vì dĩ nhiên là họ không có những người phần tử quá khích để tham gia với nhà nước Hồi giáo, nhưng mà chính sách của Trung Quốc đưa ra là mục đích để tiêu diệt người Duy Ô Nhĩ mà thôi, nếu có thể nói như vậy. Cái bản tin này thì nói về các phần tử người nước ngoài, quý vị nhé, không phải là người chính thống Syria hay Iraq hay người Trung Đông, mà là người nước ngoài, thì như đến từ Hoa Kỳ, đến từ nước Pháp, đến từ Úc Đài, là đến từ các quốc gia, để mà tham gia vào với quân nhà nước Hồi giáo đang đua nhau bỏ trốn. Và đây là một cái tin vui. Đang đua nhau bỏ trốn và nhà nước Hồi giáo đang trong thời gian suy tàn. Chúng ta biết là thành phố Mosul gần như có thể là được quân Iraq và do Hoa Kỳ hậu thuẫn về không quân, đang dồn quân nhà nước Hồi giáo vào cái chỗ sâu cùng ở cái thành phố Mosul. Và nếu thành phố Mosul và Raqqa mà thất thủ thì có thể nói là quân nhà nước Hồi giáo không còn chỗ nương tựa. Theo tờ báo The Guardian thì một số lượng lớn các thành viên của nước ngoài theo quân nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang thi nhau bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Và trong bối cảnh tổ chức khủng bố này đang thất thế ở mọi mặt trận, nhất là ở thành phố Mosul và Raqqa. Trong những tuần gần đây thì đã có hàng chục thành viên người nước ngoài của quân IS đã đồng loạt chạy trốn khỏi tổ chức khủng bố. Phần lớn những người này đều bị bắt giữ tại biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Nhưng cũng có một số người đã không bị bắt và lẩn trốn vào Thổ Nhĩ Kỳ một cách dễ dàng. Một số nguồn tin trong nội bộ của quân IS đã tiết lộ rằng các vùng lãnh thổ mà quân IS đang kiểm soát tại Syria đang ngày càng bị thu hẹp. Và thưa quý vị, với cái tin này thì có thể nói là tạm cho thế giới nói chung và cho Syria cũng như Iraq nói riêng, đặc biệt là Iraq, có thể hô hởi và có thể hoàn toàn chiếm lại những nơi mà quân nhà nước Hồi giáo đã chiếm 2-3 năm về trước. Đặc biệt là như ngày hôm qua đài VBS cũng đã đưa tin là cái thành phố Al-Hatra là một trong những thành phố cổ đã có tới 2.000 năm lịch sử, trong đó có rất nhiều những tượng của đạo Hồi đã bị quân nhà nước Hồi giáo chiếm đóng mấy năm vừa qua, và mới đây thì quân đội Iraq đã chiếm lại được. Và đây cũng là một tin vui, và hy vọng rằng với cái quyết tâm và cái thế chiến lược của Tổng thống Donald Trump giúp cho vấn đề triệt quân Hồi giáo sẽ đến chỗ tàn vong,
bởi vì giống như là Al Qaeda trước đây, khi mà cựu tổng thống Barack Obama đã thành công trong việc chặt được đầu và rắn đã chặt mất đầu thì rất nhưng chỉ sợ là quân khủng bố Hồi giáo thì đôi khi nó giống như con rắn, mà chặt cái đầu này thì nó sẽ mọc lên cái đầu khác, thì nó ra 100 đầu khác, nhưng mà nó cũng sẽ yếu đi. Thì cũng hy vọng đây thật sự như anh Mai Tuấn nói, đó là một tin vui. Một tin vui không chỉ cho Syria mà cả trên cả toàn cầu, bởi vì chúng ta cũng mong là mọi người sống được trong cái cảnh an bình, chứ đúng không có lo sợ những cái cảnh khủng bố dã man. Và một điều nữa Hoàng Vy, cái vui ở cái chỗ là vì chính những người nước ngoài đã từng tham gia bỏ quê hương Mỹ, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc để đến tham gia, bây giờ thấy rằng nó không còn lý tưởng. Giật mình tỉnh nhỉ. Đấy, thì cái tuyên truyền mà gọi là recruit, tức là phỏng đoán thu nạp dạ. Đúng vậy, thu nạp, xin lỗi quý khán giả, thu nạp được những phần tử đó thì nó sẽ bớt đi. Và cái gọi là hôm qua cách đây 1-2 ngày mà anh em chúng mình có nói đến là khủng bố tự phát nó sẽ bớt đi, bởi vì họ không còn theo cái chủ nghĩa, thấy cái chủ nghĩa đó là vô nghĩa, cái chủ nghĩa đó là giết chóc, là máu đổ, thì nó sẽ, đó là những điều vui mà chúng ta có thể và nói. Cũng vì cái tin vui này mà ông Vladimir Putin đã quyết định là rút bớt những cái máy bay ném bom trở về Syria. Và cũng có một cái đã có một cái công bố, một cái thống kê cho là mặc dù là máy bay ném bom của Nga ở mặt trận Syria là không quá 35 chiếc, nhưng mà số lần ném bom để tiêu diệt quân viễn quân nhà nước Hồi giáo đó gấp 4 lần so với số lần mà máy bay ném bom của Hoa Kỳ đã sử dụng ở trên mảnh đất Syria. Cái thống kê này cũng cho thấy là Nga cũng đang muốn giành công của mình so với Hoa Kỳ ở trên cái mặt trận chống khủng bố. Chắc chắn là như vậy, khi Nga chính thức đem quân và nhất là đem cái khí tài về không quân dội bom xuống đất nước Syria, như Hoàng Vy vừa nhắc lại này, thì Hoa Kỳ gần như là lặng im đứng ở phía ngoài. Và đời cuối đời của cựu tổng thống Barack Obama, thế giới đã lúc bây giờ gần như là lên án rằng Hoa Kỳ mất phần rồi. Bây giờ tổng thống Donald Trump của chúng ta thì có chính sách khác hơn, chiến lược hơn một chút nữa. Và nhưng mà cái chủ đích sau cùng, thưa quý khán giả, là Nga Xô vẫn muốn chọn mình nuốt hết cái miếng mồi ngon của Syria. Lý do là bởi vì ông Putin muốn có đồng minh, và Iran là đồng minh của ông Putin, cho nên là Syria nó là cái món mồi bói bổ, không những là về ngân khoản, về dầu hỏa, về đủ thứ mà ông Putin không muốn nhả ra. Cho nên là đầu năm 2017, rất nhiều cái giới quan sát chính trị thế giới người ta mới thống kê cho là thực ra cái năm 2016 thì cái phần thắng lợi thuộc về ai, thì cuối cùng là họ cho là năm 2016 chính là cái năm đã thuộc về Tổng thống Vladimir Putin là vậy. Đúng vậy. Vâng, quý vị vừa xem phần 2 của chương trình Chào Buổi Sáng, và rất mong quý vị sẽ quay lại sau ít phút dành cho thương mại.